Công Phượng, Công Vinh và dàn cầu thủ có số làm rể nhà hào môn, cuộc sống sang chảnh, sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công Phượng được biết đến là ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp đầy vẻ vang trên sân cỏ, mà Công Phượng còn có cuộc sống hôn nhân giàu có và viên mãn bên vợ là Tô Ngọc Viên Minh. Được biết, vợ Công Phượng là con gái của giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống hôn nhân của cả hai càng trở nên đáng ngưỡng mộ khi cùng nhau xây dựng một đế chế riêng. Viên Minh không chỉ là vợ mà còn là cánh tay phải đắc lực của Công Phượng trong việc quản lý công ty chuyên về tiếp thị thể thao. Sự kết hợp của cặp vợ chồng son đã giúp họ tạo dựng một cuộc sống hôn nhân giàu có và hạnh phúc. Duy Mạnh và Quỳnh Anh nên duyên vào đầu năm 2020. Vợ Duy Mạnh nổi tiếng là ái nữ của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông, một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền lực, vợ Duy Mạnh được biết đến như một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Tuy nhiên, Quỳnh Anh không dựa vào gia thế mà đã tự lập từ khá sớm với sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại, vợ chồng Duy Mạnh đang cùng chị gái quản lý một doanh nghiệp chuyên về thời trang và mỹ phẩm, khẳng định vị thế của mình trong giới doanh nhân trẻ Việt Nam. Khác với sự ồn ào thường thấy trong làng bóng đá Việt Nam, chuyện tình của tiền đạo Văn Quyết và vợ Huyền My diễn ra một cách nhẹ nhàng và êm đẹp. Thật bất ngờ khi Văn Quyết là anh em cột chèo với trung vệ Duy Mạnh, cả hai đều là con rể của ông Nguyễn Giang Đông. Hiện tại, vợ chồng Văn Quyết có cuộc sống sung túc với cơ ngơi giàu có và gia đình êm ấm, hạnh phúc. Công Vinh và Thủy Tiên nổi tiếng với sự đẹp đôi, cuộc sống hôn nhân viên mãn và giàu có. Được biết, Thủy Tiên xuất thân từ một gia đình khá giả. Ngay sau khi về chung một nhà, vợ chồng Công Vinh đã chuyển vào sống trong biệt thự trị giá hàng triệu đô. Thủy Tiên từng tiết lộ rằng từ khi còn thi đấu cho đến khi giải nghệ, Công Vinh đã kiếm được hơn 100 tỷ đồng, thậm chí còn lấn sân sang lĩnh vực đầu tư bất động sản, từ đó sở hữu nhiều căn biệt thự sang trọng và những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Dù vướng không ít tranh cãi, nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc với cô công chúa nhỏ cùng gia tài cách xù khiến ai cũng choáng ngợp.